Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các học sinh. Ở video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào các bài tập bài 62 ở trong vở bài tập toán lớp 1 nhé. Bài số 1 yêu cầu các em viết các số từ số 0 đến số 10. Như vậy các em sẽ viết các số liên tiếp nhau từ 0 đến 10. 0 này, 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, bây giờ chúng ta lại viết các số từ 10 đến 0. Tức là trên này các em viết theo thứ tự tăng dần. Thì bây giờ các em sẽ viết theo thứ tự ngược lại, giảm dần. Các em sẽ giảm dần 10 này, rồi đến 9 này, 8 này, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 và đây là 0. Sau bài tập số 2, bài tập số 2 là chúng ta sẽ tính theo hàng dọc. Kem sẽ có thể dùng que tính hoặc là chúng ta tính nhẩm hoặc dùng ngón tay nhé. Ta có 6 cộng với 3 thì bằng 9. Chú ý các kết quả viết nó phải thẳng cột. Thẳng cột nhé. Đấy, 8 cộng với 2 bằng 10. Cái chữ số 0 ở đây là hàng đơn vị thì nó phải thẳng cột với số 8 và số 2 phía trên nhé. Còn hàng chục thì nó ở phía trước rồi. 7 trừ đi 4 bằng 3. Kem chú ý viết thẳng cột. 10 trừ đi 5 bằng 5. Cái chữ số 5 này nó phải thẳng cột với chữ số 0 và số 5 ở phía trên. 9 trừ đi 8 bằng 1. 4 cộng 6 bằng 10. 7 cộng 1 bằng 8. Và 5 trừ đi 2 bằng 3. Tiếp theo, chúng ta có 10 trừ đi 7 bằng 3. 2 cộng 6 bằng 8. 8 trừ đi 5 bằng 3. 1 cộng 9 bằng 10. 6 trừ 6 bằng 0. Hai số bằng nhau trừ cho nhau kết quả bằng 0. 4 cộng 4 bằng 8. 3 trừ đi 0 bằng 3. Và 5 cộng 4 bằng 9. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong hai bài tập đầu tiên, bài tập số 1 và bài tập số 2. Bây giờ sang bài tập số 3. Kem lần lượt thực hiện các cái phép tính từ trái sang phải. Cô có 9 trừ đi 1 thì bằng 8. Kem điền 8 vào đây. Lấy 8 trừ đi 5 thì kết quả này sẽ bằng 3. Kem ghi 3 vào. Tiếp theo nữa, 2 cộng với 6 bằng 8. Kem ghi kết quả 8 vào. Lấy 8 trừ đi 3 thì ô này sẽ bằng 5. Tiếp tục sang bài tập số 4 là bài tập cuối cùng. Bạn nào chưa xong các bài trên, kem hãy dừng lại để làm cho xong các bài trên đã. Bài tập số 5, bài tập số 4 như sau. Có 5 con thỏ thêm 2 con thỏ nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu con thỏ. Như vậy phép tính ở đây là có 5 này. Thêm 2 tức là kem cộng 2. Như vậy phép tính là 5 cộng 2 bằng 7. Như vậy sẽ có 7 con thỏ. Đúng không ạ? Sang ý B. Có 9 bút chì, bớt đi 4 bút chì, hỏi còn lại bao nhiêu bút chì. Như vậy, cái phép toán ở đây có 9 này, bớt đi 4 tức là trừ đi 4 này. Bớt 4 tức là trừ đi 4 này. Cô trừ đi 4, như vậy đây sẽ bằng 5. Phép toán ở đây sẽ là 9 trừ đi 4 bằng 5. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được các bài tập của bài 62 ở trong vở bài tập toán lớp 1. Để ủng hộ cho cô, các em hãy nhớ like, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh và các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả các quý phụ huynh và các em học sinh ở các bài học tiếp theo.